Hôm qua thời gian sử dụng của tôi là tên là Nguyễn Huyền Hoa, hiện ở là thôn Thành Thớ, thị trấn Tiên Phước. Qua thời gian sử dụng là cái chỗ cái công ty đã cái quảng cáo về cái thuốc là cá xe, cá đánh, thuốc là trị cá chát của công ty là Bát của Đức. Trước đây là tôi cũng có bơm một loại thuốc có mà là loại Anco, cho nên là cái chi phí là tốn kém và cái chi phân bón và cái công sức của người lao động. Nó ảnh hưởng tới lúa không chú? Nó đã ảnh hưởng đến cái lúa là nó đỏ, và cho nên là bà con là tốn cái phân ở bốn thêm. Cho nên là qua cái quảng cáo thuốc của công ty của Ba Sa có đất đấy, là tôi thấy là bơm là có hiệu nghiệm. Mà thuốc đây là nó là lưu dẫn, nó chết lưu dẫn, là tôi trên xuống dưới. Tôi là có làm là 1.000 mét vuông. Vừa rồi đây tôi cũng thử nghiệm là rất có hiệu quả. Cho nên là tôi cũng là mong là chỗ công ty sớm là đưa dừa để phục vụ cho bà con, bớt cái chi phí phân bón và cái công sức của bà con lo ngại và cái thuốc cỏ chắc trị cái cỏ chắc cho bà con. Hiện nay là bà con phàn nàn về cái thuốc cỏ chắc nhiều lắm. Cho nên là tôi cũng mong công ty là sớm đỡ đưa dừa phục vụ cho bà con được tốt hơn. Rồi bớt cái chi phí của bà con trong vụ sản xuất. Rồi con cảm ơn chú nha.